Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường cũng vừa tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, trao 200 vé xe về quê ăn Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể trở về vui xuân đón Tết cùng gia đình. Thông qua hoạt động nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng, đồng thời góp phần động viên học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập. Dịp này, trường khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua do nhà trường tổ chức trong quý 4 năm 2020.